Đội ngũ phát triển xin giới thiệu tính năng Virtual BOP 2021 trên ứng dụng PruDaily nhằm hỗ trợ các anh chị tư vấn viên chia sẻ thông tin tuyển dụng đến các ứng viên tiềm năng và lưu giữ thông tin của ứng viên để tiện cho việc theo dõi và hỗ trợ. Đầu tiên, anh chị đăng nhập vào ứng dụng. Anh chị chọn mục Xem thêm, chọn thông tin cho ứng viên. Với thiết kế chuyên nghiệp và nội dung phong phú, anh chị dễ dàng lựa chọn thông tin tuyển dụng cũng như những đoạn video truyền cảm hứng phù hợp với nhu cầu đa dạng của các ứng viên. Anh chị chọn xem trước để xem giao diện tổng quan của trang Virtual BOP. Tại đây, anh chị sẽ thấy nêm card cá nhân đi kèm với thông tin của trang Virtual BOP. Để có một nêm card ấn tượng và chuyên nghiệp, anh chị nhớ thiết lập ảnh đại diện bằng cách chọn biểu tượng cá nhân ở góc trái trên cùng, chọn biểu tượng máy ảnh và tải lên hình ảnh chuyên nghiệp nhất của anh chị. Tư vấn viên sau đó chọn chia sẻ trang thông tin Virtual BOP qua mạng xã hội Facebook, Zalo, v.v. Ứng viên tiềm năng sau khi để lại thông tin trên trang Virtual BOP, thông tin sẽ được gửi về thông báo cá nhân của tư vấn viên để tiện cho việc liên lạc trực tiếp. Đồng thời, thông tin ứng viên cũng được lưu trữ trong mục Danh sách ứng viên cần liên lạc để tiện cho việc theo dõi và quản lý ứng viên của các anh chị trưởng nhóm. Chúc anh chị bứt phá tuyển dụng thành công với Virtual BOP 2021!